từ bệnh viện tuyến huyện chuyển lên trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi 9 tuổi này bị viêm não cấp. Sau khi điều trị tích cực, hiện em đã tỉnh táo. Dù vậy, gia đình vẫn chưa hết lo lắng, bởi trước đó, bệnh tình của con khi ở nhà chuyển biến nặng rất nhanh. Không sốt, không gì. Ăn cơm xong đi cho một tí thì đang chân tay này, giật này, không tỉnh gì đấy. Theo các bác sĩ, bệnh viêm não thường gặp nhất ở trẻ từ 2 đến 8 tuổi. Đáng nói, viêm não ở trẻ nhỏ rất nguy hiểm, bệnh tiến triển nhanh. Bệnh nhi 4 tuổi mắc viêm não này rơi vào tình trạng hôn mê khi đến viện. Đến nay vẫn phải thở máy. Tiên lượng khó tránh di chứng ngay cả khi vượt qua nguy hiểm. Lúc tối thứ năm thì kêu là sốt đau đầu. Mẹ chả biết là cái gì mà con kêu thế, mẹ không biết cho thuốc gì cho con uống. Lúc 8 giờ thì nó lại mắc cái cứ dần lên này, dần lên thì ngất luôn. Với em bé 4 tuổi này khi chúng tôi tiếp nhận là trong tình trạng hôn mê và bước vào ngày thứ 3 của viêm não và có cái tình trạng ngừng thở, thì hiện nay cái tình trạng não của cháu cũng đang cải thiện dần, thở máy để bảo vệ đường thở, và chúng tôi cũng đang tiếp tục đánh giá xem là những cái biến chứng trong cái quá trình điều trị. Nguyên nhân của viêm não thường gặp nhất là nhiễm virus lây truyền do muỗi hoặc các côn trùng khác. Vì vậy mùa hè thường là giai đoạn ghi nhận sự gia tăng của bệnh lý này. Cha mẹ cần lưu tâm để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bệnh ở trẻ. Có thể nhận biết ban đầu so với các bệnh khác là bố mẹ thấy là tóm lại nó là bao gồm sốt cao đột ngột, đau đầu và nôn vọt tất cả mọi thứ ra. Sau đó là cái ý thức của con nó không lanh lợi, nó quấy khóc nhiều. Đấy thì đó là dấu hiệu có thể nói là sớm để bố mẹ cho con phát hiện và cho con đến khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm và điều trị sớm. Các bác sĩ cũng khuyến cáo nếu không được điều trị sớm, trẻ mắc viêm não có thể gặp nhiều di chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển, khả năng vận động và tư duy. Bên cạnh việc tiêm phòng đầy đủ, gia đình cần vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, thiết lập thói quen vệ sinh cá nhân ở trẻ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng để con có sức đề kháng tốt, phòng tránh dịch bệnh.